Ơi, bây giờ Vanessa muốn mặc đồ phục vụ vô để coi thử anh này cái cách của ảnh sao vậy, là với lại ảnh là như, người như thế nào. Cái này là bí mật của mình nha. Xin chào các bạn, đây là Vanessa Lee, sinh từ Cali, đã ở Việt Nam được một năm rồi. Mà Vanessa lúc đầu đến đây để quay chương trình thực tế ở trên YouTube, xong rồi sau đó TV. Vanessa ở lại Việt Nam vì Vanessa thấy là có cơ hội để mình chia sẻ với lại mình học hỏi nữa. Vanessa độc thân hơn một năm vì Vanessa cảm thấy là chưa có duyên. Với lại nếu mà chọn một người á, là tới cái tuổi Vanessa là muốn chắc chắn là người đó sẽ hợp với lại mình lâu dài. Chào mọi người, mình tên Sebastian, tên tiếng Việt là Bắp, đến từ Thụy Điển nhưng mà sống ở Việt Nam khoảng 4 năm rồi. Mình đào thân 6 tháng rồi. Bạn nói chuyện với mình nói chương trình này rất là fitting cho Bắp. Và Bắp nghĩ là ok, why not? Yeah, chơi luôn. Dù là anh ấy hiền hay là tốt bằng cỡ nào là Vân sẽ không thích. Bắp nghĩ là hôm nay gặp người Việt Nam tại vì ở Việt Nam ít người nước ngoài đúng không? Ai biết. Xin lỗi. Dạ. Đây em mời anh uống nước. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Hình như là hôm nay là lần đầu tiên mà anh tới quán này phải không? Dạ. Hôm nay lần đầu tiên gặp người mới. Anh có hay về Việt Nam chơi không? Không, sống ở đây, sống ở thành phố luôn. Wow, mà sao tiếng Việt của anh giỏi quá vậy? Là anh người Việt Nam, Wow. Người Việt Nam. Là giống như là người Tây. Anh lai like người. Dạ, yeah, người Thụy Điển. Oh. Người Đà Lạt. Người Đà Lạt. Wow, ok, em chúc anh một ngày vui vẻ. Dùng người Đà Lạt đúng không?
với anh đó là em rất là bất ngờ. Đó, anh là người Việt Nam. Nãy giờ là mình tưởng là anh không phải là người Việt. Sắp tới mà rồi, cái tiếng Việt của anh là chắc giỏi hơn của mình nữa. Xấu hổ. Vân sẽ đưa cái cuốn sách này và ảnh ở trong đây á, cái bức thư là bạn gái 24 tiếng của ảnh mà hình của Vân, thì coi thử nó sẽ ra như thế nào. À, dạ xin lỗi, có người hỏi em gửi cái này cho anh và mở cái bức thư. Đây hả? Dạ. Đây là tâm hình của người bạn gái bạn để hẹn hò ngày hôm nay. Anh có bất ngờ không? Dạ. Ok. Trời ơi, diễn nhiều quá. Diễn tốt quá. Dạ. Nhưng mà gặp em giống người Việt Nam. Tại vì là người gốc, gốc Việt Nam, đúng không? Ủa là anh sanh đẻ ở đâu? Sinh ra hả? À, sinh ra ở Thụy Điển. Là ở Việt Nam. Thụy Điển ở Bắc Âu. Em mới về đây một năm mà em không có rành. Ủa vậy hả? Dạ. Trước em sống ở đâu? Dạ ở bên Cali. Ở Cali hả? Dạ. Ở bên Mỹ hả? Dạ. Ủa vậy hả? Mà hôm nay cố gắng nói tiếng Việt đúng không? Anh ở Việt Nam bao lâu? Ở Việt Nam khoảng 4 năm rồi. Wow. Dạ. Mà em ở đây một năm hả? Mới một năm mà. Mà chào mừng Việt Nam. Anh là ba mẹ là người gì? Ok. Mẹ là người Thụy Điển, sinh ra ở Thụy Điển và anh cũng sinh ra ở Thụy Điển. Uh-huh. Nhưng mà gốc của papa là bà của anh. Uh-huh. Là Tây Ban Nha, Spain. Vâng, chỉ có quen với lại những người mà Việt Nam, dù là anh ấy hiền hay là tốt bằng cỡ nào á, là Vân sẽ không thích, Vân sẽ không thích. Oh. Trời ơi. Nói nhiều quá nhưng mà không biết tên. Anh xin lỗi, anh tên gì? Anh tên là Sebastian. Em tên Vanessa. Vanessa. Uh-huh. Vanessa. Tên tiếng Việt là Vanessa, cũng Vanessa. Vân. Vân. Anh có tên tiếng Việt không? Có. Là Bắp. Bắp? Dạ. Ai đã cho anh cái tên đó? Nghĩa là như người á. Như người, tại vì nói tên Sebastian rất là khó, rất là dài á. Oh. Và Sebắp. Sebắp. Vui vậy? Bắp. Hay á, mắc cười là tại vì hồi nhỏ là cái tên Vanessa là ở nhà hay gọi Sa. Sa hả? Sa cho nó ngắn rồi, gọn, đúng dễ rồi. Gọi ha, Bắp với Sa. Bắp không được. Bắp ơi. Bất ngờ bởi vì gấp rồi và gửi cái thức uống. Và không biết người này là người hôm nay sẽ thức tình yêu. Vanessa rất là thông minh và dễ thương và chân thành, rất là quan trọng khi gặp nhau. Ok. Ở trong đây là 6 thứ mà mình phải, 6 điểm mà mình phải làm hôm nay. Hồi nãy là anh có đặt ra những thứ mà anh muốn thử với lại người yêu coi thử có cảm giác gì không ha. Thì em cũng vậy. Vân thích xóa đầu, tựa vai với
nắm tay. Thì Vanessa đã gặp người yêu rồi á, thì Vanessa thích người đó nắm tay. Vanessa cũng thích lúc khi người yêu xoa đầu, là giống như coi mình giống như em bé. Với lại lâu lâu Vanessa cũng thích dựa vai, là tại vì mình cảm thấy là người đó giống như protect mình. Vậy mình thử ha. Ok. Ok, xoa đầu. Mình... ok, ok. Ok. Khi mà giữa vai á, thì nó có cái cảm giác giống như là nó cũng nice, mà thật sự nó rất là lạ, là tại vì bây giờ là lần đầu tiên mình gặp, là em rất là bất ngờ là em phải làm mấy cái này. Dạ. Ok, bây giờ nắm tay. Cái cảm giác là nó rất là nóng, mà tại vì hai người đang đang nóng quá. Dạ. Mấy cái này bắp thích hả? Bắp thích khi hai người nhìn nhau, nhìn trong mắt nhau. Yes. Lần hai là thích bên nhau, gần nhau. Không thích bắp ở đây và người yêu bên xa, không thích. Nếu mà ở nơi đông người không là có người ta buồn là còn trong đông người. Nhưng mà ổn được. Bắp lần đầu tiên gặp nhau là không cần cần làm nhiều. Bắp thích nhiều em thoải mái, và em lắng thì là em thích thôi, không cần làm gì nhiều. Bắp nói vậy là em cảm thấy rất là thoải mái hơn, là tại vì vậy là em nhìn nó là em hết có cảm giác bất ngờ gì hay là áp lực quá. Cảm ơn. Bắp nghĩ là cần nhìn mắt trong mắt nhau á. Okay. Và thoải mái, không cần suy nghĩ nhiều. Ok. Sẽ hiểu nhau nhiều hơn và ngày này sẽ thoải mái hơn. Dạ. Ok Vanessa. Màu mắt anh rất là đẹp. Cảm ơn. Dạ, với lại cái lông mi của anh cũng rất là dài. Cái lông mày cũng rất là đẹp. Cảm ơn Vanessa. Ok. Mặt của em cũng đẹp. Ok, bây giờ thứ hai. Bây giờ các bạn hãy đến nồng chai. Nồng chai ạ. Tầm nồng tố 33 phú phố 2 phường Thanh Xuân, quận 12. Wow, bây giờ mình đến quận 12. Xa. Để một ngày trải nghiệm với thiên nhiên và hẹn hò. Okay. Đánh đầu cốc mọc này, cây bàn hải đặt cho người yêu mình một biết dẫn để thương và âu yếm và sử dụng từ bao giờ. Vanessa nói là ở nhà, còn mẹ nói xa. Đúng rồi. Xa rất là dễ nói, và bắp rất là thích cái the sound, cái nghe xa. Ok, vậy là hôm nay là mình đặt bắp với xa phải không? Ok, vậy cho nó dễ luôn. Yeah. Ok, đi. Yeah. Bắp thấy Sa cũng cũng bận giống bắp, tại vì lần đầu tiên gặp nhau và họ làm cái điều gì và cầm tay và bóp tóc của Vanessa, và hai người bất ngờ giống nhau. Nhưng mà bắp nghĩ là Vanessa một người rất là dễ thương và thích hà, Sa chưa thoải mái. Nhưng mà bây giờ làm quen rồi và hai người sẽ thoải mái hơn và được yêu nhau nhiều hơn. Chào xe.
đúng không? Mát. Yeah. Anh phải ăn ở Sài Gòn. Muối. Có muối hả? Yeah. Đây. Có. Đây. Có. Thank you đó. Ok. Không có sợ muối hả? Sợ muối hả? Sợ muối. Không có sợ hả? Không có. Vâng, là khi nào cũng phải đem theo cái đồ xịt mũi hết. Khi nào là cũng phải. Ừ. Sợ lắm luôn. Nhưng mà Sài Gòn ít? Hơn nhiều. Nhiều hả? Ủa, không có nhiều bằng thế giới quen mà giống như nhiều. Ít? Không vậy. Yeah. Hay. Nhưng mà nếu bắt đi Đà Lạt. Mũi thích bắp, thích bắp. Nhưng mà Sài Gòn không có mũi cánh bắp. Thơm á. Lúc ngồi trên xe là cái cảm nhận của Vân là vẫn còn là giống như bạn thôi. Rất là nhiều thứ mà mình phải tìm hiểu để giống như biết người này sâu hơn. Trời ơi, giống quế. À. Miền Tây luôn hả? Tới miền Tây luôn hả? Tới miền Tây rồi hả? Pháp rất là vui và thích ở đây nhiều hơn tại vì rất là tự nhiên. Giống miền Tây, bắp thích. Và bây giờ bắp muốn chăm sóc của chỗ Vanessa sẽ thoải mái hơn và vui vẻ. Giống bắp và hai người vui vẻ với nhau ở đây. Hồi nãy là Vân bị rất là sợ. Yeah. Tại vì okay. Mà Vân rất là dễ ứng mũi với lại bắp mới nói là bắp bị cắn, mật ong cắn. Yeah. Bây giờ Vân rất là sợ là tại vì cái da của Vân ấy là Vân mà bị như vậy là Vân sẽ vô nhà thương chắc chắn. Mà bắp nghĩ là bắp bị cân tại vì bắp giống cái cây ở đây á, giống cái áo này á. Mà không sao, mắt cái này á đúng không? Mắt cái này sẽ an toàn hơn. Yeah. Mà bắp ủng hộ em. Yeah, cảm ơn bác. Thì hôm nay là mình phải chèo thuyền hái xuống làm một món gỏi. Với lại cho bác hả? Xong rồi bát cá. Bát cá luôn hả? Nướng cá cho bữa trưa. Nhưng mà bắp không chắc được bạch ca hay là không bạch được. Không sao đâu, mình thấy cái gì mình sẽ nấu nướng cái đó. Ok, chờ nha. Ok. Yeah. Đi thắng nữa. Ông đi thắng hả? Quá. Mà đi thắng. Ê, có
Ok. Bắp thấy trên TV rồi là làm như này á. Ok, thì bây giờ Bắp nghĩ là nếu mà mình đi gần cái này á, mình cứ kéo xong rồi lấy bắp cái ra, được không? Ok. Đúng. Đang khỏe lại á. Lúc đầu á là ở trong xe là Văn xa có đọc cái là phải cầm tay mà xa bị rất là giống như áp lực mà bây giờ là lúc khi Bắp giúp Bắp giúp xa nhảy là bây giờ là giống như nó cái cảm giác nó khác. Vâng. Ok, bây giờ mình kéo từ đây đi, chắc vâng, này dễ hơn. Bắp làm như này á. Bây giờ trời đất ơi, quen cái này luôn. Người ta không có xài cái này luôn, người ta cứ rồi. Ok. Bắp làm nha. Ok. Ok luôn. Dễ hơn nhiều á. Yes. Ok. Lúc Vân không có sợ thuyền mà Vân sợ con gì mà Vân không có quen mà nó tò mò vòng vòng á, xong rồi nó cắn Vân á. Lúc đó Vân nghĩ là ai sẽ lo cho Vân, thì Vân rất là sợ cái đó, là thật sự không muốn làm luôn. Yeah. Bắp lo lắng cho Vanessa một chút. Tại vì không biết Vanessa ok hay là nói là Vanessa ok thôi. Anh hiểu Vanessa sợ, tại vì ở đây rất là giống miền quê Việt Nam á, và có nhiều đồng bát và nhiều điều gì làm á, không giống ở bên Mỹ. Bắp tiếc một cô gái cối sơ nhưng mà vẫn cố gắng. Giỏi quá. Bắp không cầm không chạy luôn. Dạ. Cầm nộp bao đây. Yeah. Yeah. Mà lên. Yeah. Ôi, yeah. Yeah. Ôi. Mà. Không có sao không? Okay. Không sao. Yeah. Ok, bắp cầm luôn. Em nghỉ ngơi nha. Ok. Bắp biết là em đói. Em mệt. Tại vì nóng quá. Bây giờ mình muốn ăn bao nhiêu cái vậy? Tại vì em đói không? Dạ, tùy, giống như càng làm cái này càng đói thì mình bớt làm là mình bớt ăn, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Ok rồi. Ok. Ủa, đi đâu? Về em cho. Về đẩy á? Ồ, đẩy cũng được hả? Ok. Ok. Ok không? Dạ. Bây giờ gần đây ăn quán hơn. Ok. Em đi luôn hả? No. Vâng. Vâng giữ vậy. Okay. Bây giờ okay. Bắp chèo lên cho nó dễ. Vâng. Đây. Ok. Bây giờ bắp okay. Ngồi xuống ngồi lên đây nè. Đúng rồi. Ồ, cảm ơn bạn. Ok. Bây giờ bò. Dạ. Ok. Đi đó. Giỏi quá. Wow. Ok. Ok luôn. Trời đất ơi. Bây giờ bắt cá. Dạ. Bạn ơi. Dạ. Cho bắt cá cắn. Cảm ơn. Thoải mái nha. Dạ cảm ơn. Mình nói. Dạ, chút nữa. Chút nữa nghỉ ngồi xuống và bắt cá. Thì Vân sẽ cố gắng có sức để nướng cá. Yeah. Lúc đầu á gặp Bắp là thật sự
Vâng, chị có nghĩ là có thể là thích ở Việt Nam để giống như cô gái hay là cái gì đó, mà bác cũng không có hỏi nhiều về Vân thì không có cho mình một cái cơ hội để biết mình là ai á, thì Vân cũng không có quan tâm tới. Mà sau làm cái này xong á là Vân mới thấy là Bắp là một người rất là dễ thương.